Aslak Arabian Phương giúp tôi đổi mới và đầy năng lượng. Aslak Arabian Phương có đông trùng hạt hảo, nhân sâm, quả lựu, hạt bông cải và những thành phần tốt khác giúp tôi tràn đầy sinh lực ngay trong những ngày bận rộn nhất. Đúng đấy Mark, suốt ngày dài với những buổi họp hành liên tục, tôi cảm tích điều mà Aslak Wisepan đã đem lại cho tôi. Những nguyên liệu tinh hoa đặc biệt trên khắp thế giới như ngô tím từ Peru, rosemary từ Pháp, vỏ cam từ Địa Trung Hải và dầu cá từ Alaska. Điều đó giúp tôi tỉnh táo trong mọi tình huống. Đúng vậy, nên đừng quên dùng Aslak Arabian Phương để tái tạo năng lượng và Aslak Wisepan để có một tinh thần tỉnh táo và nhạy bén.